Trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc, có lẽ chưa có cuộc chiến nào ác liệt như cuộc chiến 81 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị. Với diện tích không đầy 4 km vuông, phải hứng chịu hơn 3.000 tấn bom đạn, tương đương 7 quả nguyên tử ném xuống Hiroshima. Mỗi người lính nơi đây phải hứng chịu tới 100 quả bom và 200 quả đạn pháo. 81 ngày đêm, hơn 10.000 chiến sĩ ta đã hy sinh. Khi đến thăm đồng đội mình, người cựu chiến binh, đại tá bác sĩ Trần Lập Công không khỏi bồi hồi xúc động, đã viết lên bài thơ Khúc Tráng Ca Thành Cổ, như muốn nhắc nhở những người hôm nay và mai sau hãy đừng quên. 81 ngày đêm, một bản hùng ca, thành Quảng Trị đã qua thời lửa khói, vạn người lính tấm gương đời sáng chói, Tổ quốc cần không hối tiếc tuổi xuân. Bài thơ qua diễn ngâm của Quang Đông. Đưa con thăm đất Quảng Trị cổ thành, nơi di tích hào hùng đầy bi tráng. Thương đồng đội chết mau lăn từng bom chồng bom nhau lớp những oán hồn. Nơi 4 km vuông không hơn, có viên sỏi nào còn nguyên dù nhỏ. Bao người lính cùng tan cùng cây cỏ, máu nhuộm màu trong đất đỏ quê. Trên dòng sông Thạch Hàn thật thân thương, cùng nhuộm đỏ máu và xương đồng đội. Cuộc chiến 81 ngày đêm dữ dội, lính mỗi người chiều tới trăm quả bom. Thành cổ đây hãy nhẹ bước thôi con, dưới lòng đất bàn cha còn đang ngủ. Dòng Thạch Hàn hiên hoa đầy quyền rù, mà trong lòng
ôm đủ nỗi xót xa. Tạm một ngày đêm một bàn hùng ca, thành Quảng Trị đã qua thời lửa khói. Vạn người linh tấm gương đời rằng chói. Tổ quốc cần không hội tiếc tuổi xuân. Tuổi 20 trong trắng đẹp vô ngần, tố nên sự khúc tráng ca thành cô. Đi tiếp bước bực trong tiên tổ, thật oai hùng trong cuộc chống ngoài xâm. Đốt nhang lên khói tòa hương trầm, khóc đồng đội đây trăm biển tổ quốc. Đất thành cổ trở nên nỗi quen thuộc, như mẹ hiền ru ngủ vàn con.